xin kính chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ em là trịnh vũ thái hòa đến từ ô tu 88 có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường nguyễn khánh toàn quận cầu giấy thành phố hà nội và ngày hôm nay thì em thái Hoa sẽ tiếp tục gửi tới quý anh chị một mẫu xe hạng sang đó là chiếc mercedes c 300 amg sản xuất và đăng ký năm 2015 điều đặc biệt là chiếc xe này là một chủ từ đầu và chạy zin mới chỉ hơn 3 vạn mai thôi ạ tương đương với 6 vạn km à thì ngay bây giờ đây em sẽ cùng với quý anh chị đi tìm hiểu kỹ hơn về chiếc xe này À, xe thì đăng ký biển số gốc tỉnh của anh chị nhé một chủ từ đầu đó gia chủ thì rất là giàu có có đổi lên chiếc S 400 trăm của em à, thì uh, đã để lại cho em chiếc C 300 trăm này chiếc xe thì rất là đẹp luôn của anh chị nhé sơn zin gần như cả xe luôn đó rất thích một cái là là full lịch sử bảo dưỡng trong hãng của anh chị ạ Xe thì màu trắng nội thất đen, quý anh chị nhé Màu trắng thì có lẽ là cái màu đẹp nhất của chiếc uh, C300 rồi đúng không ạ? Đó, rất đẹp luôn, quý anh chị nhắc. Kiểu dáng thiết kế rất là ngầu, rất thể thao luôn. Rồi, uh, như nãy giờ em Thái hòa có đi một vòng quanh xe thì quý anh chị có thể thấy gần như là xe không có vết móp, vết cấn nào cả nó à, chỉ có một vài cái điểm xước răm thôi Thì cái đó thì em sẽ cho đi spa cũng rất là dễ dàng Đó, xe thì đã phủ nguyên ceramic rồi quý anh chị nhá Cực kỳ đẹp luôn à, Chiếc xe này thì vừa được gia chủ bảo dưỡng trong hãng cách đây không lâu Thì à, có lẽ cái điều mà anh em mình khi nhắc tới C300 nhiều nhất Là lo sợ cái phần giảm sóc bóng hơi Là rất hay bị hỏng đúng không ạ Thì gia chủ đã vừa thay hết cả giảm sóc bóng hơi của xe rồi quý anh chị nhá vừa bảo dưỡng rồi hết khoảng hơn trăm triệu đó nên là quý anh chị đi không hề phải lo tới giảm sóc bóng hơi à, nãy giờ em có đi một vòng quanh khu đô thị thực sự đi qua cũng à, khoảng ba bốn cây có cả đường xấu cả đường đẹp thì thực sự chiếc xe 300 2015 này đáp ứng được thực sự cái nhu cầu về cách âm và độ êm ái của chiếc xe thì tuyệt vời luôn quý anh chị nhé rồi à, không tản mạn nữa em sẽ đi vào chi tiết của chiếc xe à, xe thì được trang bị mặt ca lăng dạng hai nan trông rất thể thao quý anh chị nhé À, đèn full led của chiếc xe thì cũng rất là đẹp. đó hai bên chóa đèn thì vẫn rất là sáng quý anh chị nhé, vẫn rất là sáng luôn. chưa bị đục hay là chưa bị vàng gì cả. À, xe thì à, toàn bộ khu vực đầu xe thì sẽ được trang bị cảm biến này. À, ở dưới có cái lip bên dưới thì cũng được à, mạ chrome trông rất sang trọng và thể thao quý anh chị nhé. À, sơn si thì nãy giờ em thái hòa còn nói rồi. đó sơn zin của xe gần như là cả xe luôn quý anh chị nhé. sơn si của xe rất là đều màu luôn đấy ạ. a à, à, đúng rồi đến khu vực lốp xe lốp xe thì gia chủ vừa mới thay cả bốn quả lốp michelin trong hãng của anh chị nhá vẫn còn nguyên dâu của nhà sản xuất đây đó lốp min thì vẫn là thiên về cái độ êm ái đúng không ạ à, xe được trang bị vành năm chấu amg đó cũng rất là thể thao ở đây thì gia chủ có dán thêm những cái logo amg hay là Turbo chạy dọc thân xe thì xe sẽ được trang trí bởi những cái nẹp chân kính mạ chrome tăng phần sang trọng hơn cho chiếc xe rất là nhiều quý anh chị nhé xe thì đó quý anh chị nhìn cái, cái 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 chiều ngang của chiếc xe mới thấy được chiếc xe nó đẹp như thế nào cực kỳ đẹp luôn quý anh chị nhé mà tầm tiền bây giờ chỉ loanh quanh hơn 1 tỷ thôi cái ngày năm 2015 xe vừa ra mắt em nhớ hôm đó em cũng có đi dự giá niêm yết là 1 tỷ 799 triệu đồng Nó lăn bánh là phải hơn 2 tỷ quý anh chị nhé nay em thái hòa chỉ bán hơn 1 tỷ thôi đó hơn 1 tỷ một chút thôi Tiến đến khu vực đuôi xe thì xe sẽ được trang bị full cảm biến này Rồi là bô đôi này Rất cân đối luôn quý anh chị nhé Và cá nhân em thái hòa đánh giá thì em vẫn thích Cái đèn hậu của cái form 2015 này hơn là cái form mới Form mới thì trông nó Nó mất đi cái vẻ điệu đà của chiếc Mercedes-Benz Tiếp đến là xe sẽ được trang bị camera 360 này Một tính năng cũng rất xịn sò ở thời điểm đó đúng không quý anh chị à, Rồi là cốp điện đá cốp này đó, xe sẽ được trang bị cốp điện đá cốp. À, cốp của chiếc xe thì khoanh lý lên rất là rộng. Lên tới 478 lít. Em nhớ không nhầm là 478 lít. Đó. Tất cả đồ uh, jean theo nhà sản xuất thì uh, xe vẫn còn được giữ nguyên. Quý anh chị nhé. Ngay cả những cái áo mặc để thay cho đỡ bẩn. Uh, thay uh, lốp láp các thứ ấy. Thì xe cũng vẫn được trang bị. Vẫn đang còn để nguyên luôn. Quý anh chị nhé. Rồi em sẽ cùng... À, khám phá nội thất với cả quý anh chị Em sẽ mở hết cả bốn cánh cửa ra cho rộng quý anh chị nhé Xe thì được à, trang bị à, tay nắm cửa Dạng kế let go Rất thông minh Đó. Đây là nội thất của chiếc C300 AMG Sau 6 năm sử dụng quý anh chị nhé à, Xe màu trắng nội thất màu đen Xe màu trắng nội thất màu đen Rất rất mới luôn từ này em có Em xin lỗi quý anh chị em để hơi xoắn một chút Nhìn sẽ không được mất Ok Rồi đây là nội thất của chiếc C300 AMG của anh chị nhé Sau hơn 3 năm sử dụng À em xin lỗi sau hơn 6 năm sử dụng Đó nhưng mà nội thất của chiếc xe mới vô cùng luôn quý anh chị ạ Mới vô cùng luôn quý anh chị nhé Và quý anh chị nhìn kỹ này Đó cái chỉ của à, cái, cái 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 đường chỉ rồi là cái da của C300 nó khác hẳn so với cả à, C200 hay là C200 Clip của anh chị nhắc exclusive đó khác hoàn toàn luôn xe thì uh, sẽ được trang bị ghế chỉnh điện uh, 12 hướng này loa Boommaster họ uh, loa hàng hiệu Boommaster nghe cực kỳ đã luôn quý anh chị nhé rồi là vân gỗ là vân gỗ sần này cũng cực kỳ là sành điệu ở đây thì xe được trang bị camera 360 đèn auto cruise control uh, lim giới hạn tốc độ ở C300 thì sẽ được trang bị uh, một cái cửa nóc rất là to của anh chị nhé Và được trang bị trần màu đen Ngoài ra vô lăng thì cũng được trang bị rất là nhiều nút bấm Đó lễ chuyển số trên vô lăng các kiểu Đó Ở đây thì xe sẽ được trang bị một cái con chuột cảm ứng Để điều hướng những cái uh, thông tin ở trên màn hình của anh chị nhé Đây em sẽ cùng mời quý uh, anh chị ngồi lên xe với cả em Đó, khi em nổ máy lên thì à, uh, xe sẽ tự động chỉnh ghế lại đúng cái vị trí mà em đã xét. ở đây thì xe chạy được à, 6,5 vạn km din quý anh chị nhé. đây xe sẽ được trang bị màn hình rất là to. đó màn hình rất là to luôn quý anh chị nhé. khu vực yên ngựa của chiếc xe thì xe được trang bị gỗ sần này. đồng hồ hàng hiệu của Mercedes-Benz này. và ngoài ra xe còn được những chế độ thông minh như là chế độ điều hòa nhưng mà lọc được cả khói luôn quý anh chị nhé lọc được cả khói luôn à, toàn bộ khu vực táp lô của xe đều được bọc da cao cấp quý anh chị nhé rất sang trọng luôn đấy ạ tiền đến hàng ghế sau của chiếc xe hàng ghế sau của chiếc xe thì khá là rộng rãi quý anh chị nhé và hàng ghế sau thì cũng gần như không người ngồi luôn ạ hàng ghế sau mới vô cùng luôn quý anh chị ạ hàng ghế sau mới vô cùng luôn đó Bảo sau 6 năm sử dụng mà xe vẫn giữ được cái bộ ghế da như này thì thực sự là hiếm có ở thời điểm hiện tại trên thị trường quý anh chị nhé. À, xe thì vẫn được trang bị cửa gió điều hòa phía sau. Đó. À, <laughs> điều hòa 3 vùng độc lập luôn quý anh chị nhé, 3 vùng độc lập luôn đấy ạ. Đây thì gia chủ đã dán thêm cái nóc đen rồi, tăng phần thể thao hơn cho chiếc xe. Nó sang hết góc bên này thì quý anh chị có thể nhìn thấy nội thất của chiếc xe đẹp như thế nào đúng không ạ? Chiếc C300 này ưu điểm lớn nhất vẫn là động cơ 2.0 Hộp số 7 cấp lên tới Em nhớ không nhầm là 245 mã lực thì phải Đó Hộp số 7 cấp Tronic Đó Xe thì à, uh, bên em sẽ cam kết bảo hành động cơ số cho quý anh chị trong vòng 1 năm Và xe bán ra thì bên em sẽ quý anh chị bắt buộc không phải bắt buộc mà ý em bảo là những cái xe đắt tiền như thế này thì quý anh chị không tiếc gì một hai triệu đi chơi hãng cả của anh chị nhá. Và tất cả những xe mà auto 88 bán ra thì đều cam kết không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn và không vặt nguội của anh chị nhá. Đó thì à, cái xe này em có nói rồi, xe thì gia chủ bảo dưỡng rất là kỹ luôn. À, giảm sóc bóng hơi thì cũng à, đều vừa thay thế hết rồi, quý anh chị có thể yên tâm sử dụng. Đó kể cả dây curoa sau thời gian sử dụng thì về cũng đã bảo dưỡng hết rồi. Quý anh chị yên tâm không phải lo một điều gì cả. Ngoài ra thì bên em vẫn có chính sách hỗ trợ gói bảo dưỡng cấp 4 cho quý anh chị. Rồi, à, nãy giờ là em Thái Hoa có giới thiệu tới quý anh chị chiếc C300 AMG sản xuất và đăng ký năm 2015 một chủ từ đầu, tên cá nhân, biển số gốc tỉnh, chạy 6,5 vạn km quý anh chị nhé. À, thì chiếc xe này đang được Auto88 bên em chào bán với giá là 1 tỷ 099 triệu đồng và giá trên À, quý anh chị đến trực tiếp tại cửa hàng thì bên em vẫn có thể thương lượng và giảm giá cho quý anh chị quý anh chị nhé à, chiếc xe này thì vẫn được bên em hỗ trợ trả góp ngân hàng lên tới 70% giá trị xe trong vòng 5 năm à, quý anh chị mua xe có thể liên hệ qua số điện thoại trên màn hình 096 140 8888 hoặc là qua facebook chính chủ cửa hàng là em Trịnh Vũ Thái Hòa à, rất là cảm ơn quý anh chị đã xem hết video và chúc anh chị có một ngày làm việc thật là hiệu quả và tràn đầy niềm vui